qua đó. Hello, nhà Kênh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm chính thức của mình nên là mình cũng muốn chia sẻ với mọi người ngành học của mình và cũng như là công việc hiện tại của mình. Đó là ngành Medical Laboratory Science. Mình nghĩ là cái ngành này không có được nhiều người biết tới đâu. Thậm chí cả mình nữa, trước khi mà mình vào học cái ngành này mình cũng chưa hề biết cái ngành này mà cũng chưa hề gặp những cái người nào mà đã từng làm những cái công việc này hết. Sau cái dịch Covid thì cũng nhiều người biết đến ngành này rồi. Nói nôm na đó là cái những người xét nghiệm máu. Khi mà bạn đi bác sĩ á, thì bác sĩ thường hay là order là cần phải xét nghiệm máu, cần phải xét nghiệm nước tiểu. Hay đơn giản khi mà mình bị viêm họng á, thì bác sĩ hay lấy một cái cây để mà lấy những cái mẫu ở trong cái cổ họng mình nè, đi xét nghiệm ra vi khuẩn, vi trùng á. Đó là những cái công việc mà người mà Medical Lab Science phải làm. Bây giờ thì cũng trễ rồi cho nên là mình vừa làm tóc và vừa nói chuyện với mọi người nha. Thật sự á, là mình ở nhà cũng bê bối lắm. Nhiều khi á, làm xong còn không chải đầu nữa, mà đợi tóc khô rồi vuốt vuốt vuốt, thành ra là nó một đùa như vậy. Sorry mọi người, cái điện thoại mình vừa quay video, mình vừa xem camera để theo dõi con. Ngày mai thì mấy Ken cũng đi học, mai là bắt đầu tuần thứ hai mà mấy Ken học ở trường mới, mình hy vọng là con sẽ thích đi nhanh nhất. Mình cũng ít làm tóc lắm, chỉ có một cái dịp đặc biệt nào đó như là đi tiệc hay là những cái tóc thấy ghê quá đó, rồi hoặc là muốn đi chụp hình sống ảo đồ này nọ thì mới làm tóc cuốn lại cho nó đẹp thôi, chứ thực ra là xíu lùi luôn á. Nhưng mà ngày mai là ngày đầu tiên thì mình cũng muốn xuất hiện chỉnh chu một chút, chứ không thể nào mà xuất hiện với một cái mái đầu xù như vậy được hết trơn. Thì một năm nay á là mình học ở bệnh viện, nói chung là giống như là mình vừa học mà vừa làm á. Thì buổi sáng á, thì mình sẽ được thực tập, còn buổi chiều á, là học lý thuyết. Tại vì cái ngành của mình á, ngoài cái việc là phải có cái bằng cử nhân thì nó còn phải bắt buộc là thi một cái bằng của tiểu bang nữa. Cho nên là mất cả một cái năm trời đi học chuyên sâu để mà mới có thể thi được cái bằng của tiểu bang đó. Cái lúc mà mình thi á, mình nói thiệt với mấy bạn nha, mà mình bấm cái nút mà đọc bài rồi mình không biết mình đậu hay mình rớt. Không có biết mình đậu hay mình rớt. Nó khó lắm mọi người. Nhưng mà thực ra là mình bị ít tóc. Cái gene của mình là bị ít tóc, không phải là mình bị hói. Mọi người nhìn nè, tóc mình cũng đầy đủ lắm chứ bộ. Nhưng mà tại vì á, nó bị thưa. Nhưng mà khổ lắm, thành ra là mình có mua nhiều băng đô lắm để mà để che cái phần này nè. Chứ mà ai mà cao hơn mình đứng từ trên nhìn xuống hả, nhìn kỳ lắm. Mà nhiều khi mình chụp hình á, mấy bạn coi mấy video chứ mấy bạn cũng giật mình á. Mỗi lần mình sượt lên như nè, nè trắng. Các bạn có biết cái thuốc nào để mình nuôi tóc cho nó dài, cho nó che được những cái khoảng tóc? Quay lại cái chuyện học của mình thì nói chung là cái chỗ này á, nói chung là do là mình cũng đã thực tập được một năm rồi á, nên là mình cũng khá quen với lại môi trường và con người ở đó. Việc thì mình còn cần phải qua 3 tháng training nữa chứ không phải là vô là làm liền. Cái chỗ bệnh viện của mình làm thì cũng được gọi là lớn, nói chung là lớn nhất trong cái khu vực này á. Nhưng mà mấy bạn biết không, là tại vì càng lớn á thì cái khối lượng công việc nó càng nhiều, áp lực càng nhiều. Nhưng mà mình thích lắm, tại vì á là sẽ có kinh nghiệm nhiều, được gặp những cái trường hợp mà gọi là ca khó lắm. Tại vì tất cả những cái ca khó đều chuyển về bệnh viện này hết. Mình sẽ có cái cơ hội được thấy nhiều hơn, được học nhiều hơn. Ok, mình thấy như vậy cũng được rồi đó. Ngày mai đi làm người ta nhìn vô người ta hết hồn. Nói nhỏ này sao con thấy cái nhà mà đầu mù tóc rối dữ vậy nè. Ok, bây giờ tới phần skin care. Nói tới skin care mình còn lười hơn nữa. Nhớ cái hồi mà khoảng 5-6 năm trước á, giống như là mình bị nội tiết tố, bị rối loạn á, cho nên là bị mụn quá chừng luôn á. Xong rồi sau đó đó là khi mà mình qua đây á, thì nhờ cái thời tiết á, nó ôn hòa hơn nè, rồi đỡ bụi hơn, rồi mình cũng học được nhiều cái cách mà chăm sóc da mặt lại á, cho nên là hớp mụn. Nhưng mà từ cái lúc mà mình học á, là coi như là khoảng một năm nay á, là mình lười, hạn chế, bạn biết sao không? Thời gian ngủ còn không có nữa, cho nên là mình đâu có thời gian mình skin care.
Nhưng mà bây giờ có thời gian rảnh rỗi lại rồi thì mình bắt đầu mình chăm sóc lại. Chứ thật sự mà nói chỉ cần mà một tháng mà không chăm sóc thôi là thấy cái mặt nó tàn đi liền luôn. Thật ra đụng tới mấy cái chuyện skincare hay makeup gì thì không phải là sở trường của mình. Mình chỉ làm để mà đủ thôi á. Nhưng mà nếu như mà bạn nào tâm thì mình cũng thể chia sẻ những cái sản phẩm mà mình đang dùng. Đầu tiên là mình sẽ tẩy trang. Cho dù là bạn không có makeup nhưng mà bạn vẫn phải tẩy trang. Tại vì ban ngày là bạn phải sức kem chống nắng đúng không? Và một khi mà đã sức kem chống nắng thì bạn phải tẩy trang. Tại vì thực ra kem chống nắng nó có những cái liên kết nó rất là chặt chẽ. Nếu như mà mình không có tẩy trang là những cái đó nó sẽ gây mụn rất là kinh. Nó sẽ vót cái chỗ lỗ chân lông luôn á. Nếu như mà có xài kem chống nắng thì mỗi ngày mình phải rửa mặt nè, rồi tẩy trang nè, rồi phải tẩy tế bào chết 2-3 lần một tuần nữa. Nó thì cái mình nói vậy thôi chứ mình nói với mấy bạn là một năm rồi là mình không hề làm cái gì luôn á, chỉ có mà rửa mặt đó là giỏi lắm rồi đó, chứ không có thời gian mà ngồi hả mà chai này chai nọ lọ kia đâu. Xong rồi sau đó mình sẽ cho nước hoa hồng của Lancôme. Mà cái này không phải là quảng cáo đâu nha mọi người. Trời ơi, channel của mình bé tí à. Không có ai đâu mà thuê quảng cáo. Cái này mình chỉ có chia sẻ những cái mà sản phẩm mình dùng thôi. Sau nước hoa hồng rồi thì mình sẽ xài serum. Serum mình xài là Rock Retinol. Cái này thì mình mới mua thôi à. Là cái gì giảm nếp nhăn gì đó, hiệu quả trong 7 ngày một tháng gì đó. Ok, sai thử. Mình nhớ là của Mỹ. Của Mỹ không nhỉ? Của Mỹ đó mấy bạn. Kem mắt thì mình xài loại Snail Repair Eye Cream. Ở một cái shop Hàn Quốc nè. Cuối cùng là mình xài kem dưỡng của SK2 màu bạc. Đây là cái loại mà chống thâm nám. Hồi trước mình xài SK2 là trọn bộ luôn á. Là nó có cái nước FTE, nó gọi là nước thần, nước thánh á. Nhưng mà cái đó thần thánh thì xài lên một cái là thấy cái da mặt khác liền. Xài kem mắt cũng của SK2, serum cũng SK2. Nhưng mà sau này thì mình giảm lại từ từ rồi mình cảm thấy những cái sản phẩm của Mỹ nó cũng tốt á. Nhưng mà cũng không có quá đắt. SK2 thì nếu mà bạn nào biết á thì thôi rồi, đắt kinh khủng. Nhưng mà thật sự là đắt sắc ra miếng. Chứ mình phải công nhận như vậy. Cho nên bây giờ mình chỉ còn giữ lại một cái của kem dưỡng thôi. Những cái khác thì mình có thể thay đổi. Xong rồi, bây giờ thì mình đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai thật là năng lượng. Mặc dù bây giờ cũng trễ rồi, ngủ được chắc cũng dừng có 5 tiếng. Mình không biết là ở bệnh viện có cho quay phim không ha. Nếu như mà có cho quay á, thì mình sẽ quay nhiều nhất có thể để mà cập nhật đến các bạn biết là ngày đầu tiên đi làm của mình như thế nào. Và cũng như là các bạn có thể nhìn thấy được cái công việc của một người xét nghiệm như thế nào nha. Rồi nhớ chúc mình may mắn nha. Everybody. Oh.
cannonball. I used to worry about my options, worry about my options. Yeah, I used to think too much. I think too much. But with you, I forget my worries. Behind me, they can't touch me now. Yeah, that's how. Xong một tuần đầu tiên đi làm rồi mọi người ơi. Mọi người có tin là bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi và trước mặt mình là một ly Uchi Matcha Cream Cheese Super Bọt. Mấy năm trước mình mới qua Mỹ á, thật sự là không có nhiều quán trà sữa đâu. Nhưng mà giờ sau này á, trà sữa ở đây mọc lên như nấm vậy đó. Và càng ngày càng đa dạng nữa. Hồi trước làm gì mà có mấy cái vụ cream cheese này. Mình biết là ở Việt Nam là đã nổi tiếng rồi đúng không? Thành ra mình qua đây mình cứ tìm mấy cái tiệm giống như là con cha để mình uống á. Mà đâu có đâu. Nhưng mà bây giờ là tràn ngập rồi mọi người ơi. Ở chữ bán mình bây giờ là bắt đầu á hả? Những cái loại mà trà hoặc là trà trái cây hoặc là trà sữa mà có cái cheese ở trên này nè. Uống phê gì đâu. Cream mà nó đặc như vậy nè mọi người. Cũng tiếc ghê á, mình đi làm nhưng mà mình không có quay được nhiều á, tại vì trong bệnh viện á, mình làm lúc nào mình cũng phải đeo găng tay á, thành ra là đâu có xài điện thoại được đâu, mà cũng không có nên để cho mọi người thấy là mình xài điện thoại á, cho nên là chỉ có những cái lúc mà nghỉ ăn trưa thì mình mới cầm điện thoại thôi, nhưng mà mình cũng không có quay được nhiều. Chia sẻ với mọi người về cái môi trường mà làm việc ở Mỹ. Thì từ lúc mình qua Mỹ tới giờ thì mình cũng đã làm vài công việc part time rồi, vừa học vừa làm. Thì mình có trải qua ba công việc. Một là mình làm ở tiệm bánh, hai cái lần sau là mình làm ở tiệm thuốc. Thì có một cái đặc điểm mà mình thấy khá là bất ngờ khi mà mình làm việc ở đây á, đó là cái cách đối xử của cái người cấp trên đối với cấp dưới. Cũng có thể nói là mình may mắn, cho nên là mình toàn là gặp được những cái người sếp tốt thôi. Tốt ở đây là gì? Tức là người ta không phải là nói chuyện với mình theo cái kiểu là người ta ở trên mình nữa, mà là giống như là người ta chỉ ở đó và người ta hỗ trợ cái nhân viên của người ta thôi, chứ không phải là người ta có quyền là người ta sẽ chỉ định là người này làm cái này, người kia làm cái kia, và bắt mọi người phải nghe theo. Người mà supervisor hay là những cái người manager ở đây á, người ta chẳng qua là người ta có thêm những cái trách nhiệm khác phải làm thôi, chứ không phải là có quyền hạn gì đối với nhân viên của mình hết trơn. Cái điều đó là làm cho mình bất ngờ lắm, tại vì đó giờ mình cứ suy nghĩ á, giống như là mình là nhân viên thì mình phải nghe lời sếp, sếp nói cái gì thì mình cũng phải nghe, rồi mình phải làm theo cái ý kiến hoặc là chỉ đạo gì đó. Nhưng mà khi mà mình trải qua mấy công việc này rồi á, mình mới cảm thấy là không phải, ở đây cái kiểu có thể là do văn hóa của người ta. Khi mà người ta muốn một cái điều gì đó, người ta hỏi mình rất là lịch sự với bạn, kiểu giống như là thiếu điểm muốn năn nỉ luôn á. Mình là cũng cần job đúng không, nhưng mà mình cảm thấy khi mà mình đi làm mình được tôn trọng hết mức có thể luôn á. Cái đó là cái cách mà đâu người ta đối xử tử tế thật sự á, chứ không phải là cái kiểu là vì sợ nhân viên nó nghỉ nó đi cho nên là mình mới phải cố gắng nói chuyện như vậy. Không phải nhân viên làm không được, có sếp nhảy vô làm, hoặc là những cái giờ nào á mà trống mà không có người làm á thì sếp phải là người bù giờ đó. Rồi á, thậm chí á, như cái chỗ của bệnh viện của mình á là thiếu người cực kỳ luôn, tại vì chỗ mình làm á là cũng là một cái bệnh viện lớn á, thường xuyên là thiếu nhân viên làm. Thì những cái người manager đó phải có nhiệm vụ là tìm người, hoặc là nếu như mà không có người, thậm chí là thiếu người là phải nhảy vô làm cái công việc của nhân viên đó luôn. Và cũng không ít lần mình thấy sếp mình phải đi làm ca đêm luôn á mọi người. Nói chung là làm cực dữ lắm. Mình thấy mấy lần mà đi hỏi nhân viên để mà có thể là đổi giờ hay là làm thêm giờ gì á, trời ơi, giọng nói nghe thấy thương luôn á. Tuy nhiên á là họ tử tế chứ không có nghĩa là họ dễ dãi nha mọi người. Trong công việc á, mình thấy ở đây mọi người, tất cả mọi người đều rất là nghiêm túc, và người ta cũng có những cái yêu cầu cũng rất là cao.
Giống như là tuần này chỉ là cái tuần training của mình thôi, nhưng mà em biết sao không, là tuần sau là mình đã phải bắt đầu làm một mình rồi. Đặc thù cái công việc của mình là cần về cái độ chính xác và cái kỹ năng nữa. Những cái khu vực mà học xét nghiệm là phải học tới mấy tháng lận, thì cái chỗ của mình được training tuần này cũng không có đến nỗi là khó, nhưng mà cũng không có phải là dễ. Thì tuần sau mình đã phải làm một mình, nhưng mà đương nhiên là cũng có thể hỏi những người khác, nhưng mà mình cảm thấy nha, khi mà người ta đã tin tưởng và người ta đã giao cho mình để mà đứng cái khu vực xét nghiệm đó một mình rồi, thì nếu như mà mình không biết hay là mình không nhớ một cái gì đó, thì trước tiên là mình nghĩ là mình sẽ phải tìm cách để mình xử lý mình trước đã. Và nếu như mà một cái điều gì đó mà mình không chắc hoặc là mình nghĩ là có thể gây ảnh hưởng đến bệnh nhân á, thì lúc đó thì mình sẽ đi hỏi. Và đương nhiên rồi, khi mà giống như là bạn nghĩ coi, nếu như mà mình đi thuê một cái nhân viên nào đó, thì mình cũng mong muốn cái nhân viên đó sẽ có thể đáp ứng hoặc thích nghi với cái công việc đó một cách nhanh nhất. Chứ ví dụ như mà mình thuê cái nhân viên đó làm mà cái gì cũng đi hỏi không có tự xử lý được công việc, thì bạn có cái người nhân viên đó không, đúng không? Mình dù là không nói ra thôi, nhưng mà mình nghĩ cái việc mà mình cố gắng trong công việc á sẽ là một cái tiêu chí mà để người ta sẽ đánh giá cao mình đó. Là một số cập nhật nhanh về cái tuần đầu tiên đi làm của mình. Hy vọng là mọi người có một cái nhìn tổng quát hơn về cái ngành của mình đang làm và cũng như là cái môi trường làm việc ở Mỹ. Chúc mọi người có một cái tuần mới làm việc thật là tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ với lại cái công việc của mình làm nha. Còn cuối tuần thì nhớ đón xem video mới của chị nhà Ken nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Say thì lúc mà mình đang lục đục chuẩn bị đi làm thì mẹ sẽ giật mình dậy và nó thấy mẹ nhiều nước mắt, nhiều biết con.